lễ đông dữ lắm mà còn kẹt xe nữa, thấy cực ghê, nên mình không có bon chen đi đâu xa hết trơn, lượn lượn vòng vòng Sài Gòn thôi. Giống như hồi sáng này thì đi spa massage cho giãn gân giãn cốt để đặng ăn cho nó ngon, xong là về nhà rủ nhỏ bạn qua mở cái buffet online tại gia, gọi hết mấy cái món ghiền ghiền về ăn. Đứa nào mà đang ưng món gì thì cứ kêu món đó, kêu một đống vậy nè, xong rồi bày ra ngồi ăn chung thôi. Đứa thì thèm bún đậu mắm tôm, đứa thì thèm món cà ri dê Ấn Độ, còn mình thì đang thèm mì trộn thập cẩm. Rồi kêu thêm mấy ly rau má nữa là bày nguyên một bàn luôn. Mình còn tưởng đâu lễ lên giá, ai dè đâu có quá chừng quán có combo giảm nửa luôn. Nhất là mấy cái món chuẩn gu ăn uống của mình, ví dụ như trà đào, trà sữa, mì trộn, mì cay đồ gì đó, ta nói giảm quá chừng giảm luôn, lên coi mà ghiền. Nhìn cái gì cũng muốn kêu dễ hết trơn ấy mà sợ ăn không hết, nên cái bữa này chỉ chọn mấy cái món mà thèm nhất thôi. Bình thường mình ít ăn mì gói lắm, nhưng mà mì gói trộn thì khoái ngang, kiểu như là phải trộn thập cẩm gì này nhìn là khoái liền, giống như là món mì tôm được nâng lên một tầm cao mới vậy đó. Trộn với lại miếng tương ớt cay cay nữa ăn đúng đã. Nhất là cái sợi mì ở đây người ta làm sợi mì lớn á, ăn thấy nó dai mà ngon hơn nghe. Gà này người ta chiên giòn rồi áo một cái lớp sốt ngọt ngọt ở bên trên, mặc dù là gà chiên nhưng mà không có bị khô đâu, ăn nghe mùi thơm mà rất là đậm đà nữa. Thiệt là ăn ở nhà nó thoải mái mà nó mát mẻ gì đâu. Giờ tưởng tượng tới cái cảnh mà vô hàng quán đông đúc chen chúc là thấy muốn mệt rồi. Thời buổi công nghệ hiện đại mọi thứ đều dễ dàng, thèm cái món chi chi thì ở trên Shopee Food của Shopee đều có, lại còn đang có chương trình siêu hội thương hiệu 5 tháng 5 nữa. Nhà nào đông người á cứ mỗi người kêu món giống mình về đi, bày ra ăn ngồi chơi vui lắm luôn, mà cũng rất là ngon nghe. Giống như cái món bún đậu này nè, cứ miếng đậu hũ, miếng thịt chấm với lại miếng mắm tôm ăn mê mệt mỏi. Mà hay cái nữa nha, bữa nay mình đặt đồ ăn mà mình còn được hoàn xu nữa, đúng kiểu là được ăn được nói được gói mang về để dành.